Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Góc Bếp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mỗi tuần một chuyện, những câu chuyện nhỏ nhẹ nhưng đầy hơi thở của cuộc sống mà ai trong chúng ta cũng đều gặp phải trong đời sống gia đình. Có thể là chuyện vợ chồng, chuyện con cái, chuyện làm ăn, chuyện công việc, những câu chuyện nơi góc bếp bên bàn ăn, vì thế mà mang theo cả một thế giới thu nhỏ, sống động về đời sống gia đình, xã hội. Và câu chuyện của ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến, đó là câu chuyện làm cha mẹ khi có con cái đang ở tuổi ẩm ương, biết yêu, biết thích bạn khác giới. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để làm được cha mẹ thông thái, để bầu bạn được với con trong những câu chuyện như vậy? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những gợi ý, những tư vấn từ chuyên gia của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Vâng, xin chào MC Ngọc Oanh. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Rất là vui được trở lại. Chương trình cũng rất là vui khi đến hẹn thì lại được gặp chuyên gia Đinh Đoàn tại đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một khảo sát nho nhỏ của chương trình. Cái việc có bạn trai hay có tình yêu không thể tránh khỏi đối với trẻ. Càng ngăn cấm thì các con cũng càng tò mò và tìm hiểu. Các con có yêu sớm thì tôi cũng không ngăn cản, mà tôi sẽ đồng hành với các con, thấu hiểu, yêu thương các con, chia sẻ với các con, giúp các con vượt qua được cái rung động đầu đời. Theo tôi, các cái tuổi các cháu yêu đương đã ảnh hưởng đến sa sút học tập, dẫn đến các cháu quan hệ tình dục sớm, rồi dẫn đến bỏ học, để sau này nó không ảnh hưởng đến học tập của các cháu. Theo tôi thì bây giờ cần phải có những hành động cụ thể của nhà trường, có những cái tiết học dạy cho các cháu kỹ năng giới tính, nhận thức tốt trong cái việc này. Khi các em trong giai đoạn phát triển về giới tính, yêu sớm đó là điều tất nhiên. Tôi cũng có quan điểm rất là cởi mở và dễ dàng. Có thể là có một cuộc nói chuyện riêng tư với con. Và mẹ cũng phân tích cho con là nhất là cái lứa tuổi này thì việc học thì bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu. Theo em thì tình yêu là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Thì việc cấm các bạn học sinh yêu đương thì là một điều không nên. Thay vào đó mà cha mẹ nhà trường nên giáo dục giới tính cho các bạn học sinh một cách phù hợp và đầy đủ để các bạn hiểu rõ về tình yêu và trách nhiệm để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Thì em nghĩ là chúng ta không nên khuyến khích việc các bạn yêu sớm, bởi vì đang trong độ tuổi bắt đầu hình thành quá trình cảm xúc cũng như là suy nghĩ. Vậy nên mà khi mà chúng em bắt đầu yêu thì có thể dẫn đến việc chúng em cũng chưa có thể đủ hiểu về tình yêu, cũng như là chưa đủ kỹ năng để có thể giải quyết các mâu thuẫn trong tình yêu. Em rất không đồng tình với việc này, vì trong độ tuổi của chúng ta hiện tại thì chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập. Kết quả thì sẽ sa sút đi rất nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này.